HMU. Mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay channel Hasco Vlog sẽ trở lại với quý vị với món bún riêu Đà Lạt. Và những ai đã từng đi Đà Lạt chắc chắn chúng ta đã thưởng thức qua những món ăn rất là tuyệt vời và đặc trưng ở Đà Lạt. Ví dụ như bún bò, ví dụ như bún riêu, rồi bánh bèo, xíu mại, rồi bánh ướt lòng gà, rồi lẩu thập cẩm hoặc là lẩu gà lá é. Rất là nhiều món ăn rất là hấp dẫn. Và ngày hôm nay thì Hasco sẽ giới thiệu đến với cả nhà món bún riêu Đà Lạt và sẽ nấu nó tại Hoa Kỳ. Tại vì Hasco đang sinh sống ở tiểu bang Texas, và ở Texas Hasco đi ra bên ngoài ăn thì thực ra là những cái món bún riêu bên ngoài họ nấu ở đây nó không có đúng chuẩn vị giống như đã từng ăn ở Đà Lạt hay là ở Việt Nam. Chính vì như vậy cho nên ngày hôm nay sẽ vào bếp để nấu món bún riêu Đà Lạt. Và món bún riêu Đà Lạt thì nó có những cái đặc trưng rất là riêng. Nó không có nấu bằng cua, và nó lại nấu bằng, thứ nhất là bằng tôm khô, bằng thịt heo xay, rồi cùng với đậu hũ và những cái gia vị kèm theo, ví dụ như trứng gà, đây là trứng vịt, xin lỗi, và rồi cà chua, rồi bao giờ cũng vậy, có giò kèm theo. Thì đây là cái khay thịt mà Hasco đã mua để dành để nấu bún hoặc là chúng ta nấu cái món ăn gì đó. Thì đây là những cái nguyên vật liệu. Còn đây là một cái số rau củ quả, ví dụ như là có thơm, nấu bún riêu Đà Lạt là có thơm. Rồi đương nhiên không thể thiếu mắm tôm, hành phi. Và rau thì ngày hôm nay chỉ có rau sống với lại rau, cái này gọi là rau ngò. Còn một ít rau thơm ở đây, nhưng mà nó cũng chưa hẳn là đủ vị rau thơm. Nhưng mà về cơ bản thì hy vọng rằng nó cũng vẫn ra một cái món bún riêu Đà Lạt. Và bây giờ thì Hasco sẽ bắt đầu nấu món bún riêu Đà Lạt nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Và Hasco làm được thì quý vị cũng làm được. Nào chúng ta cùng nấu bún riêu nhé. Và đây là những cái miếng giò heo mà bây giờ Hasco cho vào luộc sơ qua để cho nó ra bớt chất dơ rồi sau đó mới đi hầm. Thì món bún riêu là chúng ta cũng ăn với giò heo. Và đây là những cái miếng giò heo nhìn rất là hấp dẫn. Và bây giờ thì sẽ luộc sơ qua vài phút để cho nó sạch những cái miếng giò heo này. Rồi sau đó thì Hasco mới đi hầm cái giò heo này để ra nước ngọt. Rồi chúng ta sẽ có một nồi bún riêu rất là hấp dẫn. Đó, cả nhà thấy không? Mình đã luộc sơ qua vài phút thì nó đã lên rất là nhiều bọt dơ như thế này. Cho nên để cho hầm xương mà nước xương nó trong thì chúng ta cứ rửa xương qua bằng cách là luộc sơ qua như thế này nhé. Ngày hôm nay Hasco sẽ nấu 4 lít nước dùng. Và đây là cái mực nước 4 lít nước dùng Hasco sẽ nấu ngày hôm nay. Thì còn đây là cái xương mà Hasco đã rửa. Cái này là giò heo Hasco đã rửa sạch. Thì bây giờ sẽ bỏ vào đây để hầm xương nhé. Đó, khi mà chúng ta rửa sơ qua như thế này, chúng ta nấu lên, chúng ta trần xương ấy, rồi chúng ta hầm thì cái nước dùng của chúng ta nó sẽ không bị đục. Đó. Bây giờ chờ cho nước sôi lên rồi chúng ta sẽ vặn lửa nhỏ nhé. Đó, cả nhà thấy không? Khi mà nước nó sôi lên thì cái lớp bọt nó cũng không có nhiều lắm. Nhưng mà mình đừng có đợi nó sôi bùng, mà khi nó bắt đầu nó sôi lăn tăn rồi là phải vớt bọt rồi. Tại vì lúc đó là bọt nó bắt đầu nó lên nhiều rồi. Nhưng mà vì chúng ta có luộc trước á, nghĩa là mình rửa sơ qua xương bằng cách mình luộc trước mấy phút á, cho nên là cái nồi nước này cả nhà có thấy không? Nó không có bị đục. Và thỉnh thoảng chúng ta cũng vớt bọt thì cái nồi nước dùng của chúng ta nó sẽ trong. Và mình sẽ bỏ vào cái nồi nước hầm này khoảng nửa cà phê muối. Đó, để cho nó đậm đà. Và bao giờ cũng vậy, chúng ta sẽ bún riêu Đà Lạt thì không thể thiếu thơm. Thì củ hành tây này Hasco đã nướng lên rồi. Còn chúng ta không nướng cũng được. Mình bỏ vào trong này để cho cái nồi nước hầm của mình nó đậm đà, nó thơm ngon, ngọt hơn. Đây, bỏ thơm vào đây. Bỏ thơm vào đây nó vừa tạo cái hương vị rất là đặc biệt cho cái nồi nước dùng. Rồi nó cũng làm cho thịt mau mềm. Và bây giờ Hasco sẽ hầm khoảng 30 phút nhé. Hầm 30 phút sau đó sẽ quay trở lại. Nhưng thỉnh thoảng cả nhà nhớ là khi mà nước nó sôi bùng lên hoặc nó như thế này là phải vớt bọt nhé. Chịu khó vớt bọt thì cái nồi nước dùng của mình nó sẽ trong. Cả nhà cũng biết là những cái món bún bò Huế thì phải có rốt này. Rồi món bún riêu cũng vậy, nó phải có mắm tôm. Thế thì mình sẽ lấy khoảng 2 muỗng. Tại vì mình nấu có 400g nước thôi. Và
sợ nhà mình không có ăn được, cho nên là mình chỉ lấy khoảng 2 muỗng cà phê này đó. 2 cà phê mắm tôm. Và sau đó mình lấy cái nước dùng. Lấy cái nước dùng mình đang hầm á. Mình cho vào đây. Mình cho vào đây để mình lọc. Chúng ta quậy đều lên. Chúng ta cứ lọc xong chúng ta để đây, rồi chút nữa chúng ta sẽ bỏ vào cái nồi nước dùng sau. Thì khi chúng ta xào với lại tỏi lên rồi thì nó cũng giảm đi cái mùi nồng của mắm tôm. Hy vọng là người phương Tây có thể ăn được trong chiều ngày hôm nay nhé. Mình nấu cho 400 nước dùng bún riêu thì mình dùng tới khoảng 7 trái cà chua. Thì trái cà chua này thì bắt đầu mình sẽ cắt để chúng ta bỏ vào bún riêu. Món bún riêu thì không thể nào thiếu cà chua đúng không quý vị? Rồi bây giờ còn 4 trái cà chua này thì chúng ta sẽ làm gì? Hasuko sẽ làm nhỏ trái cà chua này đi. Có nghĩa là băm nhỏ những trái cà chua này. Thì bao giờ cũng vậy, Hasuko cũng sẽ có một số quý vị thì có thể là bỏ vỏ luôn, gọt vỏ luôn. Nhưng mà thôi, Hasuko sẽ chỉ bỏ hạt thôi. Bỏ hạt ra thôi. Rồi mình sẽ làm, mình cắt nhỏ trái cà chua này xong mình băm nhỏ ra. Rồi mình xào lên. Mình xào lên xong mình bỏ vào cái nồi nước hầm để cho nó tạo ra cái màu cà. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ bỏ thêm cái màu hạt điều nữa. Nhưng mà bún riêu Đà Lạt thì cũng sẽ dùng cái nước màu cà chua này. Và bây giờ thì mình sẽ xào cái cà chua mà lúc nãy mình đã băm nhỏ ra. Cả nhà thấy không? Nó có hai loại cà chua. Có loại cà chua muối cau là mình sẽ bỏ sau. Còn đây là cái cà chua mình băm nhỏ ra. Thì mình sẽ xào. Mình sẽ xào với dầu và hành tỏi vào đây. Cái này đó, cả nhà cứ thấy cà chua là bắt đầu nó đã rụng ra rồi, nó mềm ra như thế này rồi. Khi nó đã mềm ra như thế này rồi thì Hasuko sẽ bỏ nó vào cái nồi này đây. Hasuko đã hầm được cái nồi xương này đã là 30 phút ở một cái lửa bình thường, lửa liu riu thôi, để cho cái miếng là giò heo nó mềm. Đó, cả nhà thấy không? Cái nồi nước dùng của mình nó rất là ít bọt, tại vì mình đã rửa rất là kỹ xương trước khi mình hầm. Rồi mình cũng thỉnh thoảng mình cũng vớt bọt, nhưng mà cũng vớt ít lắm. Thì cái nồi nước dùng của mình thì mình mới bỏ cà chua vào thì vẫn tiếp tục hầm tiếp. Thường cái giò heo này mình hầm khoảng 1 tiếng đồng hồ là nó mềm. Đó, khi mà Hasuko hầm thì mở nắp và mình để cái nước nó ụp như thế này này, để cho cái thịt trong xương nó mềm và cái thịt nó mềm và cái xương nó ra nước ngọt nhá. Và Hasuko cũng bỏ khoảng từng này nước lọc của mắm tôm để bỏ vào cái nồi nước dùng này. Tại vì nhà Hasuko thì chắc là không có thích mùi này lắm, cho nên Hasuko chỉ bỏ xíu xíu thôi. Thì còn chúng ta thích mùi nó nồng thì có thể chúng ta bỏ nhiều hơn, nhưng Hasuko chỉ bỏ khoảng 2 cái giá này thôi. Đó, mình bỏ khoảng 2 giá cái nước lọc mắm tôm như vậy thôi. Tại vì lúc nãy xào cái mắm tôm lên ổng kêu ầm ĩ rồi. Ổng kêu: "Trời ơi, sao mày ăn cái thức ăn gì mà toàn là cái mùi kinh khủng vậy?" Mình thấy quê quá. Nhưng mà biết sao giờ, bún riêu thì phải có mắm tôm thôi. Bây giờ thì đến phần làm riêu nha cả nhà. Thì đây là cái tôm khô, cả nhà thấy không? Tôm khô này là vào khoảng 50g. Thì Hasuko có rửa rất là kỹ. Quý vị nhớ mình ngâm nước ấm rồi mình rửa đi rửa lại rất là nhiều lần khi mà nó sạch. Rồi chúng ta sẽ giã, hoặc là chúng ta xay nhỏ ra cũng được. Có một số quý vị thì có rang lên rồi mới xay, thì Hasuko quên mất cái khâu đó. Cho nên là quý vị nhớ là chúng ta có thể rang lên rồi sau đó chúng ta mới giã thì nó sẽ thơm hơn. Đó, bây giờ Hasuko bỏ vào đây để làm riêu. Và chúng ta bỏ vào đây thì chúng ta cũng đâm một chút cho cái thịt của chúng ta nó trộn vô. Cái thịt này thì Hasuko thấy nó cũng có chút mỡ. Còn cái thịt này nếu mà chúng ta xay vừa nạc vừa mỡ thì nó sẽ ngon hơn. Chứ đừng có thịt nạc không nhé.
và chúng ta sẽ nêm vào đây. Nó sẽ có những cái vị nêm như sau. Đây, hành lá nha. Chúng ta bỏ vào, nói chung là vào khoảng 2 muỗng hành lá đi. 2 muỗng hành lá. Rồi hạt nêm chúng ta bỏ vào khoảng 1 muỗng hạt nêm. Chúng ta ăn chừng là khoảng 1 muỗng hạt nêm. Đó. Hạt nêm, rồi chúng ta bỏ hành phi. Hành phi và tỏi phi. Tỏi phi vào khoảng 2 muỗng. Và chúng ta bỏ vào khoảng tiêu. Nói chung ta ăn bao nhiêu thì tùy ý của chúng ta. Cho nên cái này thì tùy theo khẩu vị của quý vị. Và để chúng ta biết được là cái riêu của chúng ta nó vừa ăn hay chưa thì chúng ta có thể thử, chúng ta trộn đều xong chúng ta thử ở trong cái nồi nước dùng xem là vừa ăn chưa. Nếu chưa vừa thì chúng ta bỏ thêm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ giã nó ra như thế này. Hoặc là chúng ta trộn bóp nó cho nó trộn đều với nhau rồi để cho nó cho cái thịt nó dai á. Và chúng ta nhớ là cái thịt thì thêm một chút mỡ trộn vào đây thì nó sẽ béo và nó thơm hơn nhé. Và nó sẽ ngon hơn. Chứ không chỉ có thịt nạc không mà không có chút mỡ thì nó không ngon đâu. Và có một cái gia vị á, là chúng ta đừng quên nhé. Hasuko thay bằng cái bao tay này mình để mình mình trộn nó dễ hơn. Và Hasuko thể bỏ vào đây một chút rêu. Một chút gọi là một chút cái mắm ruốc á, nó sẽ dậy mùi cái riêu này, nó rất là ngon. Nhưng mà vì nhà Hasuko chắc là không ăn nhiều cho nên Hasuko chỉ bỏ khoảng nửa muỗng cà phê thôi. Chắc là món này mình Hasuko ăn rồi chứ nhà nghe cái mùi mắm ruốc và sợ. Nhưng mà mình nấu cho nó ra cái vị bún riêu Đà Lạt. Chứ Hasuko đã ăn ở Hoa Kỳ rồi, ăn ở nơi Hasuko sinh sống rồi, nó không ra cái vị của bún riêu cho nên là nó kỳ lắm. Và chắc chắn có một món mà chúng ta không thể bỏ qua, mà đó là cái đặc trưng của bún riêu Đà Lạt, đó là đậu hũ. Thì đây là cái đậu hũ Hasuko tự làm cho nên hình dáng nó không có được bình thường như đậu hũ quý vị đã thấy. Thì quý vị có thể mua đậu hũ non, chúng ta dùng đậu hũ non chúng ta trộn vào trong này nhé. Thì chúng ta trộn vào khoảng nếu mà quý vị trộn khoảng một hộp đậu hũ non là ok rồi. Chỗ này thịt thì vào khoảng 400g thịt. Đó. Cái đậu hũ này á, nó làm cho cái riêu Đà Lạt nó béo béo, nó ngậy ngậy. Đó. Phải bỏ thêm nữa, đó là trứng. Tại vì mình phải trộn đều lên rồi mình trộn trứng sau cùng. Hứa hẹn với ngày quý vị ngày hôm nay sẽ có một cái món bún riêu rất là hấp dẫn. Và bây giờ thì sẽ tới phần trứng. À, ngày hôm nay hay cũng có nhà thấy có cái miếng chả không? Thì đó, cái miếng chả này ăn ngày hôm qua còn lại. Thì chút nữa Hasuko sẽ bỏ nó vô cái tô bún riêu của mình. Thì Hasuko sẽ bỏ khoảng 3 trái trứng. Và chúng ta lại trộn đều lên. Cho nên cái phần riêu của chúng ta xem như vậy là gần như là đã hoàn thành rồi đấy. Bún riêu Đà Lạt là một cái món ăn rất là đặc trưng và nó sẽ ăn với rau sống mà nó cắt nhỏ thôi nha. Ngày hôm nay Hasuko cũng sẽ cắt nhỏ rau sống vì ăn cho nó phải đúng. Trong cái phần riêu này chúng ta bỏ một chút mắm ruốc, mắm tôm vào á. Xin lỗi quý vị, mắm ruốc là dành cho nấu bún bò Huế. Bún riêu là chúng ta dùng mắm tôm thì nó cũng sẽ tạo một cái hương vị rất là đặc biệt. Bún riêu Đà Lạt không có nấu với cua như là cua đồng giống như là bún riêu Hà Nội hoặc là ở nơi khác, nhưng mà nó lại có một cái đặc trưng là người ta trộn cái đậu hũ với lại thịt heo cùng một cái số gia vị khác, nó sẽ tạo ra một cái hương vị rất là tuyệt vời. Hasuko vừa mới nặn thử một viên bỏ vào cái nồi nước dùng thử thì rất là vừa ăn cho cả nhà. Và quên mất, chúng ta cần phải bỏ cái màu điều vào trong cái này nữa, khoảng 3 cái muỗng cà phê dầu điều vào trong này. Dầu điều này là Hasuko đã làm trước đó rồi. Thì phải có cái màu điều ở trong này thì cái riêu của chúng ta nó đẹp hơn.
quên mất nha. Đây là một cái chi tiết rất là quan trọng chúng ta đừng quên nhé. Tại vì cái màu điều đó nó tạo ra cái màu sắc rất là đẹp, rất là hấp dẫn bóng bún riêu Đà Lạt. Hasco làm được thì cả nhà cũng làm được nhé. Và bây giờ trở lại với cái nồi nước lèo của bún riêu. Thì quý vị thấy là nước nó đã cạn xuống dưới như thế này. Thì bây giờ Hasco sẽ bỏ thêm. Tại vì lúc mà chúng ta mới đầu chúng ta hầm xương á, là nó đang ở mức này. Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ lại cái mực nước, chêm thêm nước cho nó bằng cái mức này luôn. Thì khi chúng ta nấu chúng ta nhớ cái lúc mực nước ban đầu. Tại vì chúng ta hầm xương một tiếng đồng hồ thì nó cũng rút nước đi. Và cái nồi nước lèo này Hasco muốn nấu cho 4 lít nước. Đó, thì bây giờ bỏ thêm nước vào đây. Và khi quý vị nêm cái nồi nước dùng này thì quý vị nhớ bỏ cái thơm và cái củ hành ra, rồi quý vị nêm theo cái định lượng. Hasco sẽ để chi tiết trong mô tả của video này. Thì Hasco nêm vào khoảng 3 muỗng canh nước mắm, rồi 3 muỗng canh hạt nêm và 1 muỗng canh đường, rồi 1 nửa muỗng canh muối, rồi thêm 3 muỗng canh dầu điều. Thì quý vị nêm, quý vị tự cân đối theo cái khẩu vị của quý vị. Tại vì gia đình Hasco không có ăn ngọt nhiều cho nên chỉ bỏ có 1 muỗng đường thôi. Muỗng ở đây là một cái muỗng teaspoon nha quý vị. Và sau khi chúng ta đã nêm xong thì chúng ta sẽ nặn những cái viên riêu để chúng ta bỏ vào nồi. Rồi khi mà riêu nó nổi lên là nó đã chín. Và bây giờ chúng ta đã có một cái nồi bún riêu theo kiểu Đà Lạt rất là hấp dẫn như trên màn hình quý vị đã thấy. Wow, đây là nồi bún riêu thần thánh của mình đây. Màu sắc rất là hấp dẫn. Wow. Đó, món bún riêu Đà Lạt chỉ có thiếu da heo, thiếu huyết, thiếu đậu hũ thôi. Nhưng mà hứa hẹn rất là hấp dẫn. Xin chào cả nhà. Đây, ngày hôm nay mình đã có một cái nồi bún riêu theo kiểu Đà Lạt. Nồi bún riêu của mình á, thì chỉ có riêu theo kiểu Đà Lạt này, rồi có chả này, và có giò heo. Đây, giò heo đâu, giò heo đâu. Úm ba la, úm ba la, úm ba la, giò heo đâu. Đây, đó, đây là cái giò heo bé bé xinh xinh thôi. Và không có da heo, không có huyết. Tại vì mình cũng không có ăn và cũng không có đậu hũ. Nhưng mà có đậu hũ non mình trộn trong này. Đậu hũ non là cái đậu hũ ngày hôm qua mình làm đó, đó cả nhà. Đó, rất là hấp dẫn. Và bây giờ mình sẽ cho vào cái tô bún này. Cho vào cái tô bún này để bắt đầu có một cái bữa tối với món bún riêu Đà Lạt. Ngon nhức nát luôn. Đó, màu sắc tuyệt vời không? Một cái nồi nó tới 4 lít, Hasco nấu 4 lít. Và ăn không hết thì bỏ tủ lạnh, mai ăn tiếp. Very good. Muốn ăn thì lăn vào bếp, Hasco làm được thì cả nhà ai cũng làm được nhé. Đó, màu sắc rất là tuyệt vời. Và bây giờ Hasco sẽ đây, bây giờ riêu nè, riêu Đà Lạt ăn nó béo béo bùi bùi. Nó gì nhỉ? Nó có đậu hũ mà. Rồi chả lụa, 3 miếng chả lụa luôn. Thêm 1 miếng riêu nữa. Rồi thêm 1 miếng chân giò. Chân giò Hasco hầm 1 tiếng đồng hồ. Chân giò nó nặng, nó nằm dưới đáy nồi cho nên là vớt nó hơi khó. Đây, có nghĩa là đã được một cái chân giò này. Đó, có một miếng chân giò, chả, rồi hấp dẫn quá luôn. Rất là hấp dẫn. Và bây giờ mình sẽ thưởng thức thôi. Hấp dẫn quá luôn. Đó, cả nhà thấy tô bún riêu của nhà mình không? Đó nhé, có giò nhé, có chả nhé. Rồi đây là riêu Đà Lạt này. Béo béo bùi bùi, phải nói là số rách. Đó. Rồi rau sống thì mình cắt nhuyễn ra. Cắt nhuyễn ra thì mình cũng chọn rau sống. Rau thơm thì ngày hôm nay cũng không có nhiều. Chỉ có rau sống này với lại là rau ngò thôi, cilantro. Rồi một chút rau thơm thôi. Nhưng mà như vậy là cũng đầy đủ lắm rồi. Và đây có mắm tôm nhá, nhưng mà phải bọc kín lại để cho nó không bay hương bay xa. Rồi đây là gì nhỉ? Ớt, ớt sa tế. Nếu chúng ta muốn ăn cay thì chúng ta bỏ vào. Và có chanh nữa. Wow.
Trời ơi, nó ra một cái mùi vị y như là một vị bún riêu ở Đà Lạt luôn. Cho nên bây giờ chỉ cần thèm bún riêu ở Đà Lạt mà không về Đà Lạt được thì có thể nấu tại gia và thưởng thức tại nhà. Phải nói là số vách. Rồi mời cả nhà ăn tối nhé. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Đó, bỏ miếng rau thơm vô. Trời ơi, nó ngon gì đâu. Nghĩa là bây giờ thèm bún riêu ở Đà Lạt thì chúng ta có thể nấu tại Hoa Kỳ rồi. Đây, cho miếng ớt với cay cay vô. Tại vì đang ăn với lại mâm, cho nên là mâm là người Canada, không phải là người Việt Nam, cho nên là không có ăn mắm tôm. Mâm không có ăn thịt nhưng mà cái nước lèo mâm ăn được. Đó, đây mắm tôm nhá, có mắm tôm nhá. Rồi, để ăn thử cái riêu này xem này, riêu Đà Lạt nó có đậu hũ bên trong nó béo. Nó béo ngậy luôn. Rất là ngon. Phải nói là xuất sắc luôn. Ngon quá, ngon quá. Trời ơi, 2 năm trời ở Mỹ bây giờ mới ăn được tô bún riêu Đà Lạt nó sướng gì đâu. Mà cái riêu này, cái riêu này nó ngon lắm. Không cần phải cua đồng đâu, chỉ cần có tôm khô này, rồi mình bỏ chút mắm ruốc vô này, rồi theo cái gia vị mà Hasco đã chia sẻ đến với quý vị thì quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ có được một tô bún riêu theo phong cách Đà Lạt, bá cháy bỏ chết. Thịt miếng giò này xem nè. Giò mềm tan luôn. Giò chấm với sa tế. Vậy là hai cô đã tìm được hương vị bún riêu ở Đà Lạt tại Hoa Kỳ rồi, hạnh phúc quá. Cold front's blowing in. Hey, very good. Yeah? Really? I know something. The soup is good. Very good. Okay. Yes, no vậy em. Rồi mời cả nhà ăn tối nhé. Phải nói là quá xuất sắc luôn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha. Hey, mom. Do you like? Hi. Oh, it's delicious. Very good. What? Really good. You're missing a lot. Yeah. See you soon. Bye bye.